Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đang quay lại với kênh Hoàng Phúc CB. Kính chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu của mình nhé. Thì hiện tại là mình vừa mới đi làm về luôn mọi người. Hôm nay là mình tăng ca 7 giờ mới về. Thì nãy giờ cũng quay khung cảnh đường cho mọi người xem rồi đấy. Thì sau cơn siêu bão ngày hôm qua nè, với lại là bây giờ là trời bây giờ là tháng 9 rồi mọi người. Thì bắt đầu là dần dần chuyển sang mùa thu rồi. Nên là buổi tối trời rất là mau tối luôn. Ở Nhật á, là trời mùa hè là sẽ rất là lâu tối, nhưng mà trời mùa thu mùa đông á, là sẽ rất là mau tối, cho mọi người thấy á, đường đi là tối hù luôn. Do mình phải về ghé ngay cái chỗ cây nước tự động rồi mọi người, để mượn cái ánh sáng của nó để ngồi đây quay phim, chia sẻ tâm sự với mọi người một tí. Thì chắc là sắp tới mình sẽ mua một cái đèn đó mọi người, một cái đèn để mình về mình có thể tắp bờ, tắp bụi, tắp biển đâu nè, mình có thể quay ngoài biển luôn để chia sẻ cho mọi người, tại về phòng thì quay không có tiền á. Thì ngồi đây thì mình cũng chia sẻ một tí về cái tình hình cơn siêu bão số 10 vừa qua. Thì ngày hôm qua mọi người, ngày hôm qua là mình chia sẻ cho mọi người cái video đó là mình ngồi ở bên chỗ cái nhà trọ mình trú ẩn á, là mình chỉnh sửa video và mình đăng luôn. Đó, do đó là cái buổi chiều là mình về là khoảng 5 giờ chiều á mọi người. 5 giờ chiều mình về là xong, mình có quay phim cho mọi người nữa, mình chia sẻ để mình báo cho mọi người biết là mình về tới nhà với tình hình điện nước này nọ đó. Nhưng mà có cái là wifi ở nhà mọi người là xong, không biết sao nó bị hư luôn rồi mọi người. Nên là bây giờ là hôm nay nó không quản lý, không biết sửa chưa nữa. Do đó là hôm qua là không có thể đăng cái video buổi chiều mình quay cho mọi người xem được. Nhớ thì ngày hôm qua là buổi trưa mọi người, là ông quản lý ông đi gặp cơ sở điện lực á, là ông nói về tình hình á, thì người ta kiểm tra ta thấy là đứt đường dây á mọi người, chứ không phải là do là người ta cúp điện nha mọi người, là do đường dây điện bị đứt. Nhưng mà những người Nhật xung quanh đó không ai báo luôn, họ tưởng nhà nước cúp hay sao á. Rồi xong rồi cái ông quản lý ông chở tụi mình về để kiểm tra mọi người, thì thấy là bên nhà trọ mình trú ẩn là cũng gần chứ không xa đâu, mà tại sao có điện mà bên đây không có điện. Rồi do bắt đầu đi hỏi những người hàng xóm xung quanh, rồi bắt đầu là lên cơ sở điện lực thì người ta kiểm tra là bị đứt đường dây. Và bắt đầu là người ta bắt đầu tiến hành sửa chữa là mọi người, là từ trưa cho đến khoảng lúc đó mình về là 5 giờ chiều á mọi người, là có điện và có nước luôn. Do ở Nhật có là khắc phục sự cố cực kỳ nhanh luôn á mọi người, có báo cáo lên rồi là người ta sẽ khắc phục sự cố liền luôn đó. Do đó là ngày hôm qua là mình về cái nhà trọ của mình luôn rồi, không có bị ảnh hưởng gì hết mọi người. Cúp điện thì tuy là cúp điện, không biết là cúp điện lúc nào mọi người, nhưng mà tủ lạnh thì do cái ngăn đá của mình nó vẫn còn ok, nó chưa có kịp tan. Còn cái ngăn mát thì nó hết mát luôn rồi mọi người, chắc cũng cúp điện một ngày á, nhưng mà hên quá, đồ ăn đồ rau đồ rác này nọ thịt thà đâu không có bị hư gì hết đó. Do đó thì kết quả là hôm qua là như vậy đó. Thì tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái thiệt hại cơn bão số 10 này, cái tin tức mà mình mới cập nhật hồi trưa nha mọi người. Nhưng bây giờ về tối quá mình chưa kịp cập nhật cho mọi người. Thì cơn bão số 10 đi qua thì gây ra thiệt hại là 2 người chết và 77 người bị thương ở vùng Kyushu, không có tính những vùng lân cận nha mọi người. Và 4 người hiện đang mất tích và chưa tìm thấy, đó là do núi sạt lở hôm qua mình có chia sẻ cho mọi người đó. Thì cái số lượng thương vong rất là hạn chế, do đó thì giống như là trời thương á mọi người. Cái dự báo nó lúc nó còn ngoài biển nó rất là mạnh, rất là lớn, gió là 70 mét trên giây luôn, nhưng mà khi vào đất liền nó giảm xuống á, chỗ vùng Kyushu mình nó giảm xuống còn có 40 mét trên giây, 50 mét trên giây thôi mọi người. Nên nó rất là gọi là nó yếu dần á, nó đỡ thiệt hại á. Chứ mà nếu nó 70 mét trên giây là mình nghĩ là nhà bay hết rồi mọi người, chứ không còn đâu. 70 mét trên giây mọi người nhân lên đi, bao nhiêu km trên giờ, nó rất là khủng khiếp luôn á mọi người. Đó, do đó thì mình cũng chia sẻ cho mọi người một tí thiệt hại như vậy. Và qua cơn bão này á, thì mình đúc kết được cái gì, giống như là đây là một cái cơn bão kỷ niệm á mọi người. Ở cái vùng Kyushu của mình là vùng ít bị thiên tai nhất ở Nhật Bản, ít bị động đất, ít bị bão lụt rồi này nọ, chủ yếu là mấy cái vùng giống như là miền Trung Việt Nam của mình á, thì Nhật Bản nó cũng giống như vậy. Nhưng mà ở 3 năm đây, đâu thì lần đầu tiên mà mình chứng kiến được cái cảnh mà người Nhật người ta thông báo liên tục về tình hình bão trong vòng một tuần lễ đâu, và nhà cửa rồi nọ ai cũng phải kiên cố hết, ông mua đi thuê những cái cơ sở mà mọc á mọi người, đóng ép cửa lại hết, lấy cửa sổ đồ, cửa kính đồ là ép lại hết, là không cho là gì, có thể là gió, sợ gió nó vỡ cái kính nó tèn gió nước vào mọi người, thì người ta ép cửa lại hết. Do đó là
Cái công tác chuẩn bị cũng rất là chu đáo, người Nhật cũng rất là sợ luôn mọi người, nghe dự báo mà ai cũng sợ hết, nhưng mà cuối cùng thì không có sao hết đó. Và có những mấy anh ảnh đi làm ở công ty của mình, mọi người anh đi về Việt Nam sau anh qua lại khoảng mười mấy năm rồi, thì đây cũng là lần đầu tiên đông mà một cái cơn bão gọi là lịch sử như vậy mọi người. Nhưng may mắn thay là nó cũng không có thiệt hại gì nhiều. Hiện tại bây giờ nó đang càn quét ở Hàn Quốc, Triều Tiên và sắp vô Trung Quốc đó mọi người. Thì tôi nghe nói bên đó cũng rất là nặng nề đấy. Đó, do đó thì hôm nay là ngày sau bão thì mình tăng ca hết mình luôn mọi người. Tại vì trước là bão số 9 á, cơn bão trước á, là mình đã nghỉ là nửa ngày. Là nghỉ nửa ngày rồi. Rồi cơn bão số 10 vừa rồi là mình nghỉ một ngày thứ hai ngày hôm qua nữa, là nghỉ ngày rưỡi rồi. Là ngày rưỡi là mất hết mười mấy tiếng rồi mọi người. Ngày rưỡi là mất hết 12 tiếng rồi. Đó, do đó là bây giờ là phải cố gắng là tăng ca để là sao bù vô cái giờ mình nghỉ đâu mà những ngày nghỉ bão như vậy, để là đảm bảo lương tháng sau cho ok với mọi người. Còn nếu mà mình không chịu tăng ca, mình về sớm nữa thì lương của mình không có bao nhiêu hết. Đó, giờ phải cố gắng đó, hết bão, hết siêu bão rồi thì phải tăng ca hết ga luôn. Và bữa mình có nói chuyện, mình hỏi giám đốc mình đó mọi người, thì giám đốc nói đó, thì tháng này mình vẫn được tăng ca tối đa là 80 tiếng đó mọi người. Là giám đốc nói như vậy là trên 40 tiếng là bình thường, nhưng mà không biết sao là nghiệp đoàn lại là nói là hạn chế. Thì ngày mai là ngày chính nè mọi người, thì trưa 12:30 ngày mai ăn cơm xong là sẽ lên giao lưu với nghiệp đoàn để nghiệp đoàn chia sẻ với cái tình hình tăng ca giới hạn như thế nào đó. Đó thì ngày mai thì có thông tin thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Ngày hôm nay đi làm về mọi người thì mình cũng ngồi đây thì mình giao lưu với mọi người một tí như vậy để chia sẻ cho mọi người về cái thiệt hại sau bão, đâu cũng như là đâu cái sự linh hoạt của người Nhật khắc phục sự cố đồ này nọ ông. Và cái nhà trọ của mình là lần đầu tiên mà bị mất điện mất nước phải rơi vào tình cảnh như vậy, và lần đầu tiên phải đi sơ tán ở Nhật 3 năm trời mọi người. Thì đó, nói chung cũng là một cơn bão kỷ niệm để mình nhớ về nước Nhật. Đi qua Nhật cũng phải phòng chống thiên tai đồ này nọ chứ, còn nếu mà đi qua Nhật mà nó bình thường quá thì ông đi về Việt Nam sau này đâu có gì để nhớ đâu, đúng không mọi người? Đó, do đó thì cũng hên là và may mắn thay là cũng không có thiệt hại gì nhiều. Nói chung là điều tốt đẹp, do nó bắt đầu từ hôm nay là ráng cày cày để về nước mọi người ơi. Thời gian cũng gần hết rồi, do nỗ lực hết mình thôi. Do thời gian tiếp theo thì mình cũng chia sẻ video đâu cho mọi người hết mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì những video bão vừa rồi cũng được sự ủng hộ của mọi người rất là nhiều, nên là cái lượt view rất là cao luôn mọi người. Đó, do mình sẽ cố gắng thời gian tiếp mình sẽ làm nhiều video nó hấp dẫn hơn nữa để là sao có thể duy trì được cái lượt view cao như vậy và có thể phát triển nhiều hơn nữa. Hy vọng là mọi người ủng hộ mình nhiệt tình nhiều hơn ha, để mình có động lực mình phấn đấu nhiều hơn để đạt được cái mục tiêu mình đưa ra nhé mọi người. Ok, do bây giờ là mình xin kết thúc video ở đây ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn theo dõi video, ủng hộ tinh thần cho mình. Và chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe. Mọi người cảm thấy hay hãy nhớ like, share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Ai mới ghé ngang kênh của mình lần đầu, nhớ bấm đăng ký kênh và ấn chuông bên phải để có thể theo dõi những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhé. Bye bye.